đã từng. Một khoảng thời gian khá dài trước khi bước vào hành trình Teen Leader, tôi rơi vào tâm trạng chán nản, mất đi nhiều niềm vui. Cuộc sống với tôi như một khoảng lặng dài vì phải đối mặt với khá nhiều vấn đề khác nhau. Tôi có một gia đình như bao người khác, hạnh phúc lắm, nhưng có gì đó không trọn vẹn. Tôi, cha tôi, thường xuyên có những mâu thuẫn với nhau, dù đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Cứ hễ gặp mặt nhau là cả hai không thể nào nói chuyện với nhau được. Có lẽ cha không hiểu tôi, hay chính tôi không hiểu cha của mình. Tôi là cái bóng của anh hai tôi. Tôi thương anh hai lắm, nhưng họ, những con người luôn khen, tán thưởng, động viên anh tôi lại trở thành những áp lực vô hình, khiến tôi không thể nghĩ một chút gì tốt đẹp về bản thân mình. Vâng, dù chỉ là một chút. Tôi là kỳ vọng của gia đình. Có phải là kỳ vọng không? Hay tôi là mấu chốt của mọi mâu thuẫn ở trong gia đình? Tất cả những gì gia đình làm đều tốt cho tôi, nhưng mọi điều họ nói, từ tư tưởng, suy nghĩ đến cách dạy dỗ đều mâu thuẫn với nhau. Rồi cả những áp lực trong định hướng tương lai của tôi nữa. Liệu họ có quan tâm đến điều tôi thực sự khao khát không? Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi sợ bị phê bình, bị chỉ trích và phải nhận sai. Tự trọng của tôi quá lớn đến mức tôi trở nên nhát gan hơn trong việc nhận cái sai của chính mình. Tôi cảm thấy lạc lõng. Ước mơ có, đường đi có, sức lực có, kiến thức có, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy sợ hãi. Tôi mất lửa trong đam mê, mất cả niềm tin vào các mối quan hệ. Mọi kiến thức mà tôi đã học gần như trở nên bất lực. Tôi phải làm gì đây? Hay cứ mặc kệ mọi thứ? Không, cuộc đời này là của tôi, và mỗi người chỉ có một lần sống. Tôi muốn sống thật trọn vẹn và ý nghĩa. Ngay bây giờ, tôi sẽ bắt đầu hành trình riêng của chính tôi. Ngày đầu tiên khi bước vào TL thì cái project đầu tiên của chúng mình cả ba nhà TL đó chính là làm 60 cái chia của Anh Sơn Giao. Thì mới đầu mình nghe 60 cái chia mình chỉ nghĩ chỉ muốn bật khóc thôi, tại vì thời gian làm thì rất ngắn, nhưng mà kiểu để suy nghĩ ra tới tận 60 cái chia thì không phải dễ, mà để đồng đều các kỹ thuật với nhau nữa. Cả nhà 80 thành viên TL của chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình với khá nhiều bỡ ngỡ, áp lực và thất bại. Rào cản đầu tiên đó chính là Challenge Day, thử thách mỗi ngày dành cho TL. Những khó khăn, sự bối rối, những giọt mồ hôi, sự mệt mỏi và đôi khi là những sự cố, những vết thương không thể nào tránh khỏi.
Em làm sai kỹ thuật, nó đặt một cái dương này nó khớp xuống, giờ đau quá. Không chỉ vậy, góc nhìn TL cũng là những thử thách khó đối với nhiều người, đòi hỏi khả năng viết, tư duy và tổng hợp bài học, một cái nhìn tổng quan và liên kết các vấn đề. Bạn biết không, mỗi ngày chúng tôi phải thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Mỗi ngày phải hấp thụ một lượng kiến thức cực kỳ lớn, phải hoàn thành một lượng công việc mới, khó và khá nhiều. Vô cùng áp lực, và đó cũng là lý do nhiều bạn tạo ra những tình huống khó đỡ như thế này. Chưa hết, có những lúc chúng tôi chả còn chút năng lượng nào để tiến lên phía trước, chỉ muốn bỏ cuộc và thậm chí chấp nhận thất bại. Nếu không giải thích được, thì ngay lập tức tôi sẽ gọi cho mẹ và anh đi về trong ngày hôm nay luôn. Hai 8 ngày của hành trình tìm kiếm và hoàn thiện, ngay tại những giây phút áp lực nhất, thì bên cạnh mỗi thành viên chúng tôi vẫn luôn là những điểm tựa vô cùng quý giá. Đó là sự kỳ vọng của ba, của mẹ, của cả gia đình, những cái ôm, những lời động viên như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi đi tiếp. Một trong những nguồn năng lượng tuyệt vời nhất giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều thử thách, trở ngại, đó chính là những người bạn luôn sát cánh bên tôi, một tập thể TL đoàn kết, yêu thương. Những lời động viên, những cái vỗ vai hay những nụ cười, nhìn giản dị vậy thôi nhưng lại là liều thuốc kỳ diệu giúp chúng tôi vượt qua biết bao khó khăn. Và có lẽ hai người anh, người thầy luôn theo sát, giúp đỡ, định hướng và truyền cảm hứng cho chúng tôi, thầy Sơn và thầy Dũng Nhân luôn bên cạnh nhắc nhở mỗi khi chúng tôi dễ dãi với chính mình, mất cảnh giác trước những thú vui tầm thường, và để tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và khi tôi rơi vào tuyệt vọng nhất, dường như muốn buông tay, thì chính những đồng đội đã kéo tôi lên, đẩy tôi về phía trước. Trong giai đoạn đầu tiên của TL thì em đã mắc phải những sai lầm. Và khi em nhận được quyết định là phải dừng cuộc chơi và ra về ở giai đoạn 1 thì em cảm thấy rất là thất vọng và cảm giác mình bị lạc lõng. Em đã cảm thấy rất là xúc động và biết ơn những người bạn, những người đồng đội và cả gia đình TL đã cố gắng thuyết phục thầy Nhân và ban giảng huấn và đặt cam kết. Ở giai đoạn thứ hai em phải cố gắng, em và Tuấn phải cố gắng nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với những lời thuyết phục đó của cả gia đình TL. Và em muốn nói là em cảm ơn rất nhiều với đại gia đình TL. Một điều quan trọng và hạnh phúc đối với cả nhà TL là được tiếp nhận những kiến thức rất mới và vô cùng hữu ích từ những giáo sư trong và ngoài nước, rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thầy Nhân đã giúp em hiểu nhiều hơn về người lãnh đạo phải như thế nào. Nó cho em nhìn thấy được một cách nhìn nhận khác về một nhà lãnh đạo và một nhà lãnh đạo phải như thế nào. Từ đó em bắt đầu em thay đổi về cách giải quyết các vấn đề cùng với mọi người. Em đã ứng dụng bài học đấy để
giải quyết nhiều, rất là nhiều vấn đề khi mà làm, ví dụ như làm các chia, làm các hoạt động về nhóm. Và ngoài ra em cũng áp dụng vào các bài học khác cùng với các giảng viên khác khi mà đưa ra các hoạt động. Đối với em, đây là lần đầu tiên đến với TL và lần đầu tiên em tham gia ATY. Và với cái vấn đề mà em gặp phải đó chính là về người mới. Em cảm thấy vô cùng e ngại và thiếu tự tin khi bắt đầu tham gia chương trình. Nhưng mà sau khi học cô Ruth Nash về cái công cụ của cô đó là 5 câu hỏi, là nó đã giúp em được hiểu ra được cội nguồn của vấn đề. Và em đã hiểu rõ được bản thân mình hơn. Và bây giờ đây em đã cảm thấy được cởi mở hơn với mọi người. Và em đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn để có thể giao tiếp với các bạn khác, để trao đổi các kinh nghiệm học tập và các kinh nghiệm từ thầy cô truyền lại, mà theo một những cái góc nhìn khác nhau. Khi mà em tham gia học khóa học của thầy Hubert thì thầy Hubert là một người rất là yêu gia đình, và thầy làm cái gì cũng rất là thực tiễn. Và một ngày mà bọn em được học và thực hành mà theo em là tích cực nhất và nhiều nhất là ngày mà bọn em làm một cái mô hình thể thao và áp dụng mô hình thể thao đó trong kinh doanh. Và dựa theo cái mô hình mà thể thao đó thì bọn em cũng học được cách mà làm dịch vụ trong kinh doanh tốt hơn, là bọn em phải tận tâm như thế nào, bọn em phải lên tinh thần cho mọi người như thế nào, và bọn em phải truyền cái nguồn động lực cho những người tận hưởng cái dịch vụ của bọn em như thế nào. Và cái ngày đó thì em đã học được rất là nhiều điều và hiểu được rất là nhiều điều từ những cái người thành viên trong nhóm của mình. Và cũng giống như là hiểu được kinh doanh nhiều hơn mà những cái điều mà trước đây là em chưa từng nghĩ tới trong việc kinh doanh. Không có bất kỳ thành công nào chỉ ghi dấu ấn của một con người, bởi nó cần sự đóng góp của cả một ekip với mỗi người là một vai trò khác nhau. Nhà TL chúng tôi đã được học về teamwork từ những ngày đầu tiên, và chúng tôi kết nối với nhau qua rất nhiều thử thách. Chúng tôi tiến bộ từng ngày nhờ sự hỗ trợ và cổ vũ của bạn bè, của những người anh em đã giúp chúng tôi hoàn thiện mình từng ngày, từng ngày. Chúng tôi đã cùng chiến thắng, đã cùng rơi vào những khó khăn, cùng đương đầu với những thử thách và cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sáu mươi phút để làm ra một chiếc thuyền bằng giấy có thể nổi được trên mặt nước và chở được ít nhất một người là điều tưởng chừng như không thể, nhưng nhà TL đã làm được. Niềm vui, sự tự hào hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người khi thử thuyền. Mặc dù không thành công trọn vẹn, nhưng ai cũng đã có cho mình bài học quý giá về tinh thần đồng đội, và mọi người càng hiểu nhau nhiều hơn, làm việc ăn ý hơn. Đêm nay, cả nhà TL sẽ cùng đi trên lửa. Đây chính là thử thách nỗi sợ lớn nhất mà mọi người phải vượt qua. 7, về nguyên tắc
nhìn ngọn lửa bùng cháy như muốn nuốt chửng và thiêu cháy bất kỳ người nào. Cảm giác hồi hộp, lo lắng, thậm chí sợ hãi cứ bao trùm lấy tâm trí nhiều người. Có cảm giác sợ nó và con không đi, con sợ lắm. Dạ, em cảm thấy rất là hồi hộp và run sợ, nhưng mà em sẽ quyết tâm vượt qua nỗi sợ của bản thân để đi trên lửa. Nó nóng nhưng mà kệ đi, bất chấp. Powerful. Mình sẽ cố gắng hết sức. Yes. Bên em rất sợ nhưng mà em muốn vượt qua nỗi sợ hãi của em để em hoàn thành cái nhiệm vụ hôm nay của em. Yeah. Hồi hộp, lo lắng trong tâm thế sẵn sàng đối diện với các thử thách, sợ hãi để chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn. Chính bài học mà mỗi tia đã được trang bị cho mình trong những ngày qua. Tất cả đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, quá tuyệt vời, mình đã làm được rồi, không thể tin được mình đã đi được trên lửa. Bước qua cái nóng 700-800 độ C, cảm giác chiến thắng mới tuyệt vời làm sao. Cố lên nào, các đồng đội tôi ơi, nhất định các bạn sẽ làm được mà. Sợ, rất sợ, thậm chí đã có người bật khóc, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, khóc nhưng vẫn bước tiếp, một tinh thần thật tuyệt vời phải không nào? Và lần lượt từng người đã vượt qua một cách đáng tự hào, rồi chiến thắng nỗi sợ thật sự của chính mình. Và quan trọng nhất là để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong tâm thức mỗi người. Mình đã làm được điều khó khăn nhất, sau này tất cả những khó khăn khác mình cũng có thể làm được. Một công việc thường ngày mà TL chúng tôi làm, hoạt động check-in, check-out này tuy nhỏ nhưng phần nào giúp chúng tôi nhìn ra vấn đề của mình, nhìn thẳng vào khuyết điểm của chính mình để mỗi ngày để tiến bộ và rèn luyện mình tốt hơn. Để cả một hành trình dài của TL, tôi sẵn sàng tìm kiếm, trang bị các kiến thức, kinh nghiệm để đương đầu và giải quyết nó.
Một trong những cách giải quyết vấn đề tốt nhất chính là đơn giản hóa mọi thứ và làm cho chúng trở về đúng quỹ đạo của mình. Đứng tại Hiroshima, nơi mà dư âm của chiến tranh chưa bao giờ mất đi, chúng tôi lại chả hề cảm thấy bất kỳ sự đau thương hay chùn bước nào. Ở đó chỉ có niềm tin và những khát vọng. Gặp giáo sư Ishimaru, một nhân chứng lịch sử của thảm họa Hiroshima năm 1945, hay những con người khác ở đây, họ đều không nói nhiều về nỗi mất mát hay quy chụp trách nhiệm cho bất kỳ ai, mà họ chỉ muốn du khách đến đây tìm hiểu về những nỗi đau mà chiến tranh có thể mang lại, và về cách mà người Nhật đã mang Hiroshima trở lại với cuộc sống thường ngày và hòa nhập với sự phát triển của thế giới. Tinh thần không từ bỏ và nghị lực vượt qua nghịch cảnh của người Nhật đã được truyền đến nhà TL một cách tự nhiên và bình dị như thế. Và chúng tôi, trong vai những người tuyên truyền, có lẽ đã và sẽ góp phần nhỏ vào việc lan truyền tinh thần ấy đi xa hơn một chút nữa. Hành trình TL luôn là một hành trình để chúng tôi góp nhặt các kiến thức quý báu cho mình, và cho dù TL có đi đến đâu, chúng tôi luôn có cơ hội gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, từ học thuật cho đến thực hành, từ những giáo sư ở các trường đại học lớn như Harvard, New York, Boston, Hiroshima, cho đến những nhà quản lý, lãnh đạo bộ ngoại giao, tòa thị chính. Và đôi khi là những bạn sinh viên rất gần tuổi chúng tôi, nhưng cực kỳ năng động, tự tin và giỏi nữa. Những cuộc gặp gỡ này giúp cho chúng tôi lớn lên rất nhiều, và từ đó chúng tôi có thể hoàn thiện được từ kiến thức đến khả năng tư duy của mình. And become part of the culture, hopefully. But the idea is to get enough of the at the beginning where these youngsters are either getting a really good job. Khi vào đây thì tòa nhà thị chính của nước Mỹ thì cảm thấy là mình có rất là nhiều vấn đề để mình cần được giải quyết, kiểu như là nó sẽ như thế nào, nó lớn ra sao, có những câu hỏi của mình đặt ra thì người ta sẽ trả lời như thế nào ở một cách nào đó. Thì khi mà em bước vào đây rồi thì em thấy là ở đây thực sự là một nơi kiểu như là để giải tỏa hết mọi vấn đề, ai có câu hỏi đặt ra thì em cũng học được rất nhiều điều từ những cái câu hỏi đó, như là việc khi nước Mỹ cho học bổng cho một vài sinh viên quốc tế, đồng thời cũng là cách tốt nhất để mà gọi là sao ta, quảng cáo cho nền giáo dục văn hóa của họ, hoặc là việc vấn đề về quá trình phát triển của học thuật ở nhiều bang khác nhau, nhưng họ vẫn đảm bảo được rằng tất cả mọi sinh viên của họ đều đủ một trình độ rất tốt
đồng thời là xây dựng được một nền ở giáo dục đa văn hóa, khuyến khích càng nhiều người học càng tốt. Cho nên là họ đã cung cấp cho rất nhiều người sinh viên khác trên thế giới nhiều cơ hội để tới nước Mỹ học tập và giao lưu văn hóa với những con người khác. Sự lỡ hẹn vào ngày vô gia cư tại Đà Nẵng vì trời mưa khiến cho không khí của nhà TL tại Đà Lạt hôm nay vô cùng háo hức và quyết tâm. Những bước chân nhanh nhẹn chạy khắp các con đường để cùng nhau thực hiện gần 10 nhiệm vụ, từ xin nước, mượn điện thoại đến làm việc hay phụ giúp những người xung quanh, làm cho không khí lạnh chả còn tác dụng gì với chúng tôi nữa. Ban đầu, chúng tôi bị từ chối nhiều lần do khả năng thuyết phục làm chưa tốt. Chúng tôi sợ rằng sẽ khó hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhưng mọi người biết không, thì ra tiền không phải là tất cả trong cuộc sống này. Vì ngày hôm đó, chúng tôi đã bước ra ngoài khi trong tay chả có bất cứ thứ gì ngoại trừ sự quyết tâm, thân thiện và chân thành. Từ nụ cười của những người giúp đỡ, ánh mắt hào phóng và cả sự hỗ trợ không hề toan tính của những người dân nơi đây đã làm cho chúng tôi thật sự cảm động. Hiện tại là nhóm mình đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là thu thập 10 loại trái cây khác nhau. Thì theo mình là đa số người dân Đà Lạt đều rất là thân thiện và dễ gần, cười tươi khi mà trông được mình. Bài học về tấm lòng, về cách cảm nhận cuộc sống chung quanh bằng chính trái tim của mình đã được Đà Lạt khắc ghi theo cách đặc biệt như thế đấy. Và để nói một chuyện nè, tiền không phải là quan trọng cả nhà. Dạ. Mọi người thấy không ạ? Dạ. Không có một đồng tiền nào trong tay nhưng mọi người lấy được rất nhiều về hạnh phúc. Và mọi người sẽ thấy rằng phương tiện để con người đến với con người đó là sự chân thật chứ không phải là đồng tiền. Mọi người sẽ học được rất là nhiều thứ và mọi người đã hoàn thành thử thách trái này. Yeah. Ngày hôm nay, nhà TL chúng tôi được tham gia một hoạt động hết sức đặc biệt, đó là ghé thăm một ngôi chùa cùng rất thú vị, đó là chùa Kiyomizu, một ngôi chùa mà chánh điện được treo leo trên vách đá. Hành trình đi đến chánh điện không phải là dành cho du lịch mà dành cho khách viếng chùa, những người hành hương nên cực kỳ thử thách. Đầu tiên là đôi dép cói mà bắt buộc tất cả mọi người phải mang vào thì mới được lên chùa. Nhìn đôi dép không thể tưởng tượng được là làm sao có thể bám được lên đá, nhưng không ngờ mức độ bám và cân bằng không kém gì giày thể thao đâu nhé.
hành trình đến với ngôi chùa cổ đầy lòng thành kính, tinh thần học hỏi và hào hứng. Thế nhưng, nào ai biết trước mắt là vô cùng những khó khăn thử thách đang chào đón. Đường đi treo leo, nhiều đoạn phải bám xích, nhiều đoạn như chỉ có mình với vách núi, trông thật đáng sợ. Và đã đôi lúc, chúng tôi tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Đường càng lên cao càng dốc, có đôi chỗ phải đối diện với những vực thẳm sâu thăm thẳm, cây rừng bao vanh bốn phía như muốn làm nản lòng những người chinh phục. Thế nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang bùng cháy trong tâm hồn mỗi người, thôi thúc chúng tôi tiến lên phía trước và không bỏ cuộc. Sau một hành trình dài đầy nỗ lực, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chinh phục được bản thân mình và đến với chân chánh điện, cảm giác thật sảng khoái. Và được biết là đoàn đi rất nhanh, lên xuống chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong khi những người khác thì đi hơn 3 tiếng đấy nhé. Đúng là tinh thần của cả nhà TL, không gì là không thể đúng không nào? Vâng, đây qua một hành trình đầy khó khăn, nhưng mà mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau và mọi người đều cố gắng vượt qua những thử thách, nên là cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Hôm nay thì được tới Harvard là một niềm vinh dự với em. Vì em có rất là nhiều ước mơ lớn nhất là được vào trường Harvard. Thì khi mà bước vào đây thì được xem những anh chị nói về cách học tập và cách để vào trường, những nỗi lo của em khi mà suy nghĩ đắn đo về cách vào trường và cách nộp đơn thì nó cũng được một phần giải tỏa chỏng. Được mấy anh chị cho thêm những cái cơ hội, những cái kinh nghiệm, kèm theo đó cũng một phần học thêm được một thứ để giúp em hoàn thiện cái ước mơ của mình hơn, đó là cho em một cái tinh thần tự tin khi mà ghi cái bài đơn vào trường thì nên mở rộng hơn trên nhiều khía cạnh. Thì đây là bài học của em trong ngày hôm nay và cũng đã giúp em một phần giải tỏa hết những nỗi lo của mình trước khi đi TL. Và đến bây giờ thì em thật sự đã nghĩ là mình đã chững chạc hơn và đủ để bước tiếp trên con đường còn lại của TL. Thì ước mơ của em thì nó liên quan tới nghệ thuật, và hôm nay khi mà đi qua trường Harvard và nói chuyện với giáo sư của những người học cấp học bổng Fulbright thì em hiểu được nhiều hơn về cái cách học của người ta và em được truyền động lực rất là nhiều, tại vì cái cách học của người ta là học để có suy nghĩ chứ không phải là học để có việc làm hay gì cả, và em cảm thấy cái đó rất là sâu sắc và em rất thích cái cách học và cách truyền dạy âm nhạc và nghệ thuật của người ta. Trong khoảng thời gian đầu của giai đoạn 2 DTL á, thì thực tình mà nói, lúc đầu tụi mình rất là thích ăn hamburger, nhưng mà càng về sau thì nó lại càng rất là ngán. Thế nên ngày đầu tiên khi tụi mình được qua Boston, các anh chị đã cho tụi mình một bất ngờ rất lớn, đó là tụi mình đã đi ăn phở. Một quán phở rất là nổi tiếng ở Boston tên là phở Pasteur. Lúc vào đấy, mình thì mình thèm lắm bởi vì mình đã bị đau bụng cả một tuần hơn rồi. Nên là mình đã gọi một tô xe lửa cực lớn hơn cái đầu mình luôn đó. Mình ăn khoảng 1/2 tô đấy, cộng với một tô nữa. Nó cũng khá là ngon. Nếu như các bạn được qua Mỹ, các bạn hãy ăn thử nhé. Lúc đấy nguyên cả đoàn của mình ai ai cũng rất là vui cả. Và đó gần như là ngoài những cái bài học mà tụi mình được học ở Mỹ ra, thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình rất là nhớ khi mình qua Mỹ. Lần sau thì mình qua Mỹ mình chỉ ăn đồ Việt Nam, mình không ăn đồ Mỹ nữa đâu. Hiểu về quá trình rèn luyện kỳ công của một ninja và được thực hành những bài tập đó là vinh dự của nhà TL trong chuyến hành trình này. Có lẽ nếu nhắc đến hai từ ninja thì chắc chắn là không có nơi nào có thể để lại dấu ấn nhiều hơn Nhật Bản.
cái nôi của việc đào tạo ninja trên toàn thế giới. Mỗi một kỹ năng đều cần có sự rèn luyện bên Mỹ, kỳ công không phải tính theo ngày mà là theo tháng, theo năm, nên ngay cả việc đơn giản là cầm kiếm sao cho đúng cách hay sử dụng phi tiêu như thế nào để có thể trúng mục tiêu đây là những kỹ năng không dễ. Nhưng nhờ sự tập trung cao độ khi được hướng dẫn nên chúng tôi đều rất hào hứng và hoàn thành khá tốt những thử thách được đặt ra. Sự bền bỉ rèn luyện của những người thầy ở đây và mong muốn truyền tải những kỹ năng đó khiến cho thế hệ trẻ chúng tôi thật sự khâm phục. Càng có kiến thức thì bản thân mỗi người càng phải lắng nghe nhiều hơn. Sự thể hiện không phải chỉ ở lời nói, mà chính là ở hành động và cả những điều mà chúng ta đóng góp cho xã hội. Chúng tôi đã học được điều đó khi đặt chân đến bảo tàng Conan, bảo tàng Cát và bảo tàng Lê. Tất cả đều là những thứ rất bình dị, đời thường và đơn giản. Tuy nhiên, lại được hình tượng hóa, mô hình hóa và phát triển để trở nên kỳ vĩ, đẹp đẽ và gần như trở thành một ngành nghề riêng biệt. Nếu như ở bảo tàng Conan đại diện cho lĩnh vực giải trí thì bảo tàng Cát và bảo tàng Lê lại đại diện cho sự đam mê, tinh thần sáng tạo và hết lòng vì công việc của con người Nhật Bản. Ngay tại bảo tàng Cát, chỉ với vài con người, từ nhiều đất nước khác nhau, họ đã sử dụng những công nghệ vừa thô sơ nhưng vừa hiệu quả để tạo thành những tác phẩm cực kỳ ấn tượng. Và từ việc đó, chính người dân xung quanh đã tạo ra được một cộng đồng chung nhằm bảo tồn và duy trì vẻ đẹp cho cả đồi cát rộng lớn xung quanh, cũng như gìn giữ môi trường. Những tác phẩm này thật sự là một tuyệt tác của thế giới và nhìn chúng cứ như ngoài thật. Và nếu như chúng ta
những người ở đây đã đặt hết mọi niềm tin và hy vọng của họ vào những tác phẩm này thì thật sự chúng là một những tác phẩm tuyệt đẹp ạ. Còn ở Bảo tàng Lê thì toàn bộ mô hình kỹ thuật ở đây đều được các nông dân, kỹ sư đảm bảo được quy trình khép kín và đúng đắn đến mức tối đa. Từng trái lê hay từng sản phẩm làm từ lê đều như một tác phẩm nghệ thuật của giới ẩm thực. Đó chính là kết quả của quá trình nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc với hệ thống khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, kết hợp với sự say mê, chính tinh thần nhiệt huyết, sự trân trọng sản phẩm khiến cho một trái lê đơn giản trở thành huyền thoại. Sự đóng góp to lớn cho xã hội từ các chuyên gia nghiên cứu tại đây đã mang lại nguồn kiến thức đầy thú vị cho chúng tôi đấy. Bên cạnh những cuộc gặp gỡ, hành trình quan sát và trải nghiệm của nhà TL cũng là nguồn cảm hứng cho những bài học đắt giá. Đến với William Burroughs, chúng tôi hiểu thêm về cách làm việc có tâm với lịch sử như thế nào và làm sao tạo ra những giá trị khổng lồ từ những đồ vật địa phương có ý nghĩa đang có sẵn. Khi đến với Williamsburg thì em thật bất ngờ khi em được trải nghiệm một hình thức tổ chức bảo tàng theo phong cách những người dân ở đó họ tự nhập vai để họ có thể kể một câu chuyện về lịch sử của đất nước Mỹ thời sơ khai. Thì điều đầu tiên em cảm nhận được rằng để cho dù họ có một sự thành công thiên về sự hiện đại và tiến bộ của một đất nước thì nước Mỹ họ vẫn luôn coi trọng những giá trị của những giá trị về lịch sử của đất nước mình, những giá trị của thời sơ khai, thời đã tạo nên nền tảng để nước Mỹ có thể phát triển cho đến ngày nay. Để họ có thể duy trì được ngành du lịch độc đáo và đặc trưng của vùng thì người dân Williamsburg họ đều phải đánh đổi với việc rằng theo như em quan sát thì họ không hề toàn bộ một ngày họ không ai có sử dụng điện thoại và các thiết bị công nghệ và đáng ngưỡng mộ hơn toàn thể 12.000 người. 12.000 người dân của vùng họ đều là đoàn kết và làm theo ý tưởng này để có thể duy trì được sự độc đáo của bảo tàng và tạo nên một trải nghiệm chân thật nhất cho khách du lịch. Những ngày ở Boston cho chúng tôi hiểu biết sâu sắc về nền giáo dục chú trọng phát triển về năng lực, rồi đến với Liên Hiệp Quốc để thấy được thế giới đang kết nối và trở nên phẳng hơn như thế nào. Tất cả đều là những bài học đắt giá mà chỉ có TL mới có thể mang đến được. Over the last 20-25 years since Doi Moi. Chào cả nhà, thì hôm nay nhà TL Mỹ của chúng mình đã đến được các điểm như sau, như là IAE, UNDP hay là Liên Hiệp Quốc. Thì tụi mình đã học được rất là nhiều điều mà mình cảm thấy rất là thú vị. Mình được hiểu thêm về các chương trình quốc tế, các chương trình học bổng, cách mà họ làm việc để mà khuyến khích các học viên trao đổi, giao lưu văn hóa nhiều hơn để mà tạo một cái sự đa dạng trong cái nền văn hóa học tập. Từ đó là tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gia chạm với cuộc sống bên ngoài và chuẩn bị sẵn sàng hơn cho một cái thế giới bên khó khăn hơn ngoài kia. Ngoài ra thì ở UNDP thì là Liên Hiệp Quốc, chương trình United Nations Development Program, thì tụi mình học được cách là học được hiểu hơn về
các cái giá trị mà các quốc gia thành viên đang hướng đến, năm cái mục tiêu, năm cái chữ P mà họ đang tập trung vào là People, Planet, Prosperity, Planet và Partnership. Ở Việt Nam thì mình đang tập trung vào bốn chữ là Peace, Hòa bình, Prosperity, Planet và People, những con người. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất mà mình đang mà các quốc gia đang hướng tới là về giáo dục. Thì theo mà số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc thì mong muốn của các người dân Việt Nam là có một cái nền giáo dục tốt hơn, và điều đó cũng chứng minh cho chúng ta thấy là giáo dục ở Việt Nam đang cần cải thiện nhiều hơn và phát triển nhiều hơn để mà sau này chúng ta sẽ có những người lãnh đạo tốt hơn trong tương lai. Và tụi mình cũng học được về các mục tiêu phát triển bền vững. Khi mà bạn phát triển một đất nước thì bạn cần quan tâm đến nhiều yếu tố, mà không chỉ chỉ về phát triển, không chỉ là kiếm nhiều tiền, mà bạn còn phải phát triển nhiều yếu tố, ví dụ như là về mặt môi trường, giáo dục con người, sức khỏe và cái sự hạnh phúc của người dân. Một trong những kỷ niệm mà đáng nhớ của tụi mình nữa là những cái ngày mà làm việc, rồi những cái ngày mà lao động rất là cực khổ. Nói lao động đây thôi thì thực ra chỉ có công việc của tụi mình là chỉ có đi bộ thôi. Bởi vì ở nước Mỹ thì sẽ không có xe máy, không có phương tiện hai bánh nhiều. Và chúng mình cũng do là muốn trải nghiệm nhiều cho nên chúng mình sẽ đi bộ nhiều. Và sử dụng chính phương tiện di chuyển chính là subway, nhất là ở New York và Washington. Thì nói chung là đi bộ thì bình thường thôi, nhưng mà trời ở đây nó nắng khoảng 38-40 độ, bình thường là như vậy. Và nắng nó gắt, nó rất là gắt và nó cứ chiếu xuống đỉnh đầu, mọi người đi bộ rất là nhiều. Khiến cái tới nỗi mà sau một ngày đi như vậy thì cái mà mọi người rất là mệt. Thì có những lúc là ở Washington á, mọi người về tới hostel thì mình đã chứng kiến là mình là một trong những người đầu tiên chỉ việc cắm sạc điện thoại máy tính thôi là bay lên giường là ngủ một giấc tới 3 giờ sáng, còn mấy đứa nhỏ thì không biết. Tới lúc 3 giờ sáng mình dậy thì mình thấy là tất cả những thành viên trong phòng mình á, là đều không có tắm rửa gì hết. Không biết có đánh răng hay không nhưng mà tắm rửa chắc chắn không có rồi, thay đồ cũng không luôn. Có bạn khoa đăng là bỏ áo ra là chỉ có mặc quần mà đi ngủ thôi. Có lúc ở trên bàn họp á, khi mà mọi người thấy những cái bàn họp giống như ở trong phim á, rồi là mọi người ngủ gục ngay trên cái bàn họp đó luôn. Mười mấy người đó, có những nhân vật rất quan trọng ngồi ngay đầu bàn, nhưng có những người ngồi ở góc cuối bàn, không những góc cuối bàn mà giữa bàn cũng đang ngủ gục rồi. Mặc dù mệt như vậy nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của anh Dũng Nhân rồi một số người lớn như là cô Britney hay là cô Hào thì cái lượng kiến thức mà tụi mình nạp ở đầu vẫn rất là đầy đủ. Và đồng thời nó cũng để là một cái kỷ niệm đáng nhớ, những ngày gọi là căng thẳng mệt mỏi nhưng mà cũng rất là vui vẻ ở đất nước Mỹ. Thì một trong những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất á, khi mà tụi em đi Mỹ á, đó chính là bị lạc ở Washington. Thì hôm đó là tụi em bắt Uber đi đến điểm hẹn, cái xong nguyên một nhóm 6 á, ngồi chờ lâu quá mà sao không thấy nhóm nào tới trơn á, cái cũng nghi nghi là mình bị lạc rồi. Tụi mình vào cái shopping mall, bước vào cửa là nó vẫn có chữ open nha, là tất cả cửa hiệu nguyên một dãy luôn open. Nhưng mà cái open không biết nó, thì tao không biết có quay lộn bản hay chưa quay nữa, mà mình đi qua mình không thấy ai trong đó trơn, toàn mannequin không à. Đi qua mà kiểu vẫn có đèn, vẫn có nước chảy thác nước đồ ghê lắm mà không có người. Cái shopping mall trống không, sợ teo luôn, chạy không biết nên chạy đâu nữa. Cuối cùng là chị Vân gọi điện thoại nhiều cuộc với lại mấy anh chị trong đoàn thì mới xác định được là mọi người đang ở đâu. Ở cái phải là đi qua một cái tầng hầm, mà thường á tầng hầm á là cái nơi mà giống như dạng mình xã hội đen giao dịch hay gì á, cái nguyên một đám đó, ủa có nên đi qua xuyên cái tầng hầm đó để đến với chỗ với mọi người không. Thế là mọi người quyết định là đi. Cái đi, đang đi, tự nhiên Hải Đăng nó kêu lên là cháy đi, cháy. Cứ tưởng là bị ăn cướp ruột hay là hay là một đám chạy quá trời luôn. Cái xong thấy mọi người đang đứng ở ngồi ở trên một cái xe bus á, cái mọi người kêu hô lên nhanh lên, cố lên mọi người ơi. Mà cứ tưởng như là mình đang đi đóng phim Amazing Race. Mà
Nếu như đi trên lửa là một nỗi sợ mà các TL chúng tôi phải vượt qua, thì ngày hôm nay chúng tôi còn đối diện với một thử thách lớn hơn nữa. Và gần như là nỗi sợ chung của nhiều người, High Element. Dù thời gian, địa điểm và hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu, chinh phục thử thách và vượt qua chính mình. Lắng nghe thật kỹ hướng dẫn và chuẩn bị trước khi bước vào thử thách, từ dây an toàn, bao tay, nón bảo hiểm cho đến mọi thứ. Em rất là sợ độ cao nên bây giờ cảm giác của em rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà em cũng muốn trải nghiệm và vượt qua nỗi sợ này. Tất cả đã sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Let's go. Có thể đối với bạn, thử thách này có phần đơn giản, nhưng thật sự đây là nỗi kinh hoàng của nhiều người, đặc biệt là những bạn sợ độ cao. Phải vượt qua những chướng ngại vật ở độ cao hơn 20m, lơ lửng trên không trung, hay di chuyển trên những vật dụng nhỏ xíu, đu đưa thì quả là không dễ dàng chút nào. Nhiều người phải nín thở, khuôn mặt tái đi, thậm chí tay chân cứng đờ không thể điều khiển được. Một điều thật may mắn cho cả nhà TL là được học, được trang bị trước những kỹ năng để vượt qua những rào cản này. Mỗi TL đều hiểu rằng mình phải đi mới đến và không bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn nào để dẫn đến thành công. Và thật tuyệt vời, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được một cách đáng tự hào rồi. Từ những thử thách đơn giản, cho đến những thử thách cam go nhất, cho dù là trượt zip line dài hàng trăm mét, hay nhảy bay trên không xuống đất ở độ cao 20-30m, hay vượt qua mức báo động đỏ, tôi cùng cũng nguy hiểm và sợ hãi. Nhưng tất cả những thử thách đã bị chúng mình chinh phục rồi. Đáng tự hào quá phải không nào, hoàng hộ cả nhà TL. Một lần nữa, mỗi thành viên TL chúng mình vượt qua giới hạn của chính mình và tin chắc mình có thể làm được. Chỉ cần dũng cảm vượt qua, giới hạn của bản thân sẽ bị phá vỡ và mở rộng thêm. Bạn có tưởng tượng được rằng nếu một ngày nào đó bạn không thể nói thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào không? Thật sự là khó chịu lắm, vì vốn dĩ đã quen với việc thể hiện bằng lời, nên việc trải nghiệm một ngày trong cuộc sống chỉ có ngôn ngữ ký hiệu quá là một thử thách. Nhưng bạn biết không, mọi thứ đều không như chúng tôi tưởng. It is 18 since I told you, and you took away my name. Now when you saw me, you turned away your head. Trong không gian yên bình giữa Đà Lạt, chúng tôi được lần lượt bước vào 4 căn phòng khác nhau, giống như là 4 thế giới kỳ diệu vậy. Chúng tôi không chỉ được học về ngôn ngữ ký hiệu của người điếc để tự giới thiệu về tên của mình, mà còn được học về trà, tinh dầu và xà phòng. Mỗi mùi hương là một đặc trưng riêng không hòa lẫn, cũng giống như mỗi con người ở đây đều đặc biệt theo cách rất riêng của họ. When you're hiding, we're colliding. Better be and stop pretend. I was silent, you were blind. Better leave those fears behind. You're still bleeding. See me as a friend. You won't believe me, and now we'll understand. Now and then. Nên
now and then. Rồi vừa làm các bạn có thể ngửi lên ngón tay của mình. Anh thấy anh kia cắt rồi. Cái vít tinh dầu nó phải gần như hầu như tuyệt đối đúng hoàn toàn á thì nó mới thành một cái sản phẩm đều nhau. Đó là cánh hoa. Won't be. Bây giờ chúng ta đổ ly. Những người trẻ ở nhà của thời thanh xuân, có cả người điếc và người nói, ở bên nhau như một gia đình, nơi mà sự thấu hiểu không còn là ngôn từ mà chỉ từ ánh mắt, cử chỉ, cái nắm tay và cả những cái ôm, nơi mà mọi người đều bình đẳng như nhau dưới một mái nhà. Cảm ơn tất cả các bạn nhé, vì đã làm cho chúng tôi hiểu thêm những gam màu thú vị trong cuộc sống thường ngày của mình. Trải nghiệm về homestay tại Nhật Bản có lẽ là một trong những ký ức đáng nhớ nhất đối với từng thành viên chúng tôi. Gia đình, hai tiếng tưởng chừng như khó có thể tìm thấy tại một vùng đất xa lạ. Thì trong khoảnh khắc này, từng người lại đang có rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã được nghe rất nhiều về tinh thần hiếu khách của người Nhật. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, chúng tôi đã học và đã được cảm nhận hơn nhiều điều. Không phải chỉ là tinh thần của cả một dân tộc nữa, mà đó là tận cùng của những gì được gọi là tình cảm, sự trân trọng và cả những chắc chiêu tinh tế tâm hồn. Bước vào một ngôi nhà hoàn toàn mới lạ, chúng tôi được chào đón bằng nụ cười và sự quan tâm chân thành nhất, rào cản ngôn ngữ chả là gì cả, vì những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ rất nhanh chóng đến với được trái tim mỗi người. Học về một nếp sống mới, được là thành viên của gia đình nhỏ mà ấm cúng này, quả là một điều may mắn với chúng tôi. Các bạn rất là dễ thương. Cái đặc biệt là cái nệm sáng ngủ dậy á, nệm á, cô không nói gì hết nhưng mà các bạn tự động gấp nệm. Rồi xếp gọn gàng luôn. Dạ theo em thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tại vì nhà nuôi, bố mẹ nuôi thì rất là thân thiện. Và kiểu cái phong cách sống của mọi người rất là nông dân, rất là dân dã. Và nó đúng như những gì em đã tưởng tượng mà nó còn hơn thế nữa. Nên là em rất là vui và được ngủ ngon nữa. Em thì sao? Dạ em nghĩ là mình không thể ở homestay được bởi vì em từng nghĩ là bố mẹ rất là nghiêm khắc, rất là đúng giờ, nhưng mà ở đây họ rất thoải mái, rất cầu toàn, rất là kỹ và rất là quan tâm tụi em. Đồng thời chú nhà và cô nhà cũng dẫn tụi em xem rất là nhiều thứ và được khám phá rất là nhiều điều mới. Em rất cảm ơn để có được cơ hội này. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Arigato gozaimasu. Oto-san, oka-san. Ngày chia tay cũng đã đến, hai ngày thôi sao mà mọi thứ dần trở nên thân thiết và gắn bó quá. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những con người ở nơi đây nhiều lắm. Hai ngày ngắn ngủi, nhưng những gì họ đã làm cho chúng tôi đã trở thành những bài học và kỷ niệm đẹp. Từ đời sống,
cho đến cả sự nhiệt thành trong công việc và cả tấm lòng yêu thương người khác thật lòng và không vụ lợi. Sẽ nhớ lắm những ngày được ở cùng bố mẹ, nhớ những buổi tối cùng vui chơi, cùng tâm sự và cả những nụ cười hiền lành, đôi mắt trìu mến của những con người nơi đây. Có lẽ sẽ nhớ lắm và sẽ trở thành kỷ niệm và hành trang cho chúng tôi trên con đường kế tiếp. Những cái siết tay thật chặt, rồi những cái ôm và cả bóng hình bố mẹ cứ đứng đó chờ cho đến khi chuyến xe đi mất, cùng với lời hứa của những người con Việt Nam sẽ có một lần trở lại, tự nhiên làm cho tâm hồn của mỗi người đột ngột thổn thức và khóe mắt trở nên cay cay. Cảm ơn gia đình nhé, cảm ơn mọi người và cả một tinh thần Nhật Bản đã mang đến cho chúng tôi những điều kỳ diệu, dù chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nhưng đã cho chúng tôi một gia đình thứ hai ở một mảnh đất hiền lành và nhỏ bé xa xôi. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để định hình một con người đó chính là cảm xúc. Và cội nguồn của mọi cảm xúc mà con người có được chắc chắn phải xuất phát từ gia đình của mình. Chúng tôi đã gặp rất nhiều lãnh đạo, từ Đông sang Tây, và dù họ có thể có những quan điểm rất khác nhau về cuộc sống, nhưng tất cả con người thông thái và tài năng đó đều khẳng định gia đình chính là điểm tựa, là nguồn động lực lớn của họ. Chợt nhìn lại những TL chúng tôi, vẫn còn là những cô bé, cậu bé được bao bọc mọi thứ từ gia đình, từ ba mẹ. Nhưng liệu mỗi người chúng tôi đã tận dụng được hết điểm tựa và động lực đó chưa? Có đi xa trong một tháng, tôi mới thấy trân trọng hơn giá trị của những tình cảm từ gia đình, từ những người thân yêu nhất, từng lời nhắn nhủ, dặn dò trên profile, những lời động viên và cả những món ăn thật ngon mỗi cuối tuần đã làm cho chúng tôi thêm thấm thía về hai chữ gia đình. Vậy mà đã có những lúc tôi cho rằng đó là sự ràng buộc, đã có những ngày trong lòng tôi ngập tràn sự tiêu cực đối với gia đình mình. Bao nhiêu bạn nhỏ muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, xin các bạn hãy cúi xuống cảm ơn ba mẹ giùm thầy. Bao nhiêu người muốn cảm ơn ba mẹ đã nuôi con tới ngày hôm nay, xin các bạn hãy cảm ơn. Ai đó muốn cảm ơn ba mẹ đã luôn luôn lắng nghe, hiểu và chia sẻ với con, xin các bạn hãy cảm ơn. Tối nay, thầy Nhân đã tạo cơ hội cho chúng tôi và ba mẹ có thể trò chuyện, nói ra những vấn đề của nhau, những khoảnh khắc như được xóa nhòa, những giọt nước mắt của hạnh phúc, những cái ôm của sự gắn kết. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ thay đổi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ là một con người tốt hơn của gia đình. Tôi đã tìm lại được những điểm tựa và động lực mạnh mẽ nhất của mình. TL ơi, cuộc đời còn dài, nhưng xin hãy nhớ những gì mình đã được học tối nay. Bạn có thể yếu đuối, bạn có thể vấp ngã hay thất bại, nhưng gia đình sẽ luôn là nơi bạn có thể nghỉ và để tìm thấy niềm tin mỗi khi chênh vênh hay tuyệt vọng nhất. Hai tám ngày, mới đầu nghe có vẻ rất dài, nhưng so với cả một cuộc đời tôi đang có, nó cũng ngắn ngủi như một giấc mơ mà thôi. 100 người bạn của tôi ơi, chúng ta đã cùng nhau mơ một giấc mơ thật đẹp phải không nào? Và giờ phút này, chúng ta đã bước đến những giờ phút cuối cùng của giấc mơ này rồi sao? Vì sao lại nhanh quá như vậy? 28 ngày dấn thân, mỗi người chúng ta mang trong mình nhiều vấn đề để tìm kiếm giải pháp. 28 ngày, tự thử thách chính bản thân trong nhiều vai trò. Mỗi người đều mong nhận được sự trợ giúp để có thể vượt qua những vấn đề khó khăn của mình. 28 ngày đi cả chục ngàn cây số đến khắp nơi trên quả địa cầu để nhìn thấy ở thế giới rộng lớn ngoài kia còn nhiều lắm những vấn đề. Và hóa ra ai chúng tôi gặp, dù đang ở vị trí nào, giàu có hay nghèo khó, quyền lực hay bình dị, đều phải chiến đấu với những vấn đề của mình mỗi ngày. Và khi một vấn đề mất đi, những vấn đề mới lại sinh ra. Liệu các bạn có sợ hãi không? Tia, chúng tôi không sợ hãi vấn đề gì nữa, vì chúng tôi đã hiểu một điều, vấn đề tồn tại trên đời này chỉ có thể được giải quyết mà thôi. Và sau 28 ngày, chúng tôi biết
không ai có thể giúp mình giải quyết ngoại trừ chính bản thân mình. 100 thành viên của chúng tôi sau những trải nghiệm, rèn luyện, thử thách trên rất nhiều chặng đường đã sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và hoàn toàn có thể tự tìm ra giải pháp. Ngày mai ơi, hãy đợi chúng tôi nhé. Chắc chắn chúng tôi sẽ ghi dấu bước chân của mình bằng những điều đáng giá nhất. Còn lúc này, những phút cuối cùng, xin hãy chậm lại thêm một chút nữa để TL chúng tôi được ở cùng nhau. Sẽ nhớ lắm những ngày cùng khóc, cùng cười, cùng học tập, cùng rèn luyện, cùng nhau vui chơi và làm việc, cùng nhau suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Dù đi xa như thế nào đi nữa, hãy luôn nhớ nhé TL ơi.